như vậy đó, nhìn rất là lãng mạn luôn cả nhà. Làm cái gì trên đó, đi ra đi. Cái dạng nhà xưa, nhà kiểu truyền thống, nhưng mà ở trong thì làm vẫn giống như là nhà hiện đại. Có là ở ngoài thì cái hình dáng nó giống như là nhà truyền thống ngày xưa thôi. Bây giờ người ta rất là chuộng cái kiểu này, kiểu như là rời thành phố xuống quê gì đó cả nhà. Đây là cái chỗ BTS chụp ảnh đó cả nhà. Ở trong đây có một cái con dấu nè. Trời ơi, đi đến đây là mình phải đóng dấu nha, để biết là mình đã đến đây rồi á. Wow, nè cả nhà ơi, quá trời luôn. Wow. Trời ơi, chọn hải sản đây đó. Hải sản với lại cá quá trời nhiều luôn, nhiều hơn chi chu mình nhiều. Chi chu mình không có nhiều vậy đâu. Quá trời luôn, rong biển nè. Rong biển Hàn Quốc nè nha. Ở Hàn Quốc rong biển là cực kỳ nổi tiếng rồi. Cái này cũng giống như Việt Nam mình hay cho ăn thử á cả nhà. Bên đây á, bán hàng người ta hay cho ăn thử lắm. Ăn thử khi mà mình thấy ngon mình mua á. Đến cái địa phương này á là căng lưng á cả nhà, là nổi tiếng là mực nha. Mực tươi, mực khô gì, nói chung là mực. Rồi có những quán người ta làm mực dồi rất là nổi tiếng luôn. Cái chỗ quán cà phê nè cả nhà, nó lớn vậy nè, lần đầu tiên mình đến đây luôn nè. Ở bên đây là quán cà phê, còn bên đây là bảo tàng nè cả nhà. Trời ơi, bên đây là người ta sẽ chế biến cà phê cho mình thưởng thức nè cả nhà. Không có đắng lắm, nó vừa vừa mình có thể uống vậy được luôn á, không có đắng lắm. Người Hàn uống cà phê không có uống đậm như là người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình nếu mà uống cà phê đen á là rất là đậm, nhưng mà mình bỏ đường vô. Còn người Hàn Quốc thì uống họ ít khi bỏ đường lắm, mà họ pha hơi nhạt nhạt. Hôm nay là cái lễ hội tổ chức vào thông thường là tháng 10, tháng 11 đó nha. Cái khu vực này là hội tụ đủ cái loại cà phê nổi tiếng ở trên thế giới luôn đó cả nhà. Người Hàn, mình không nghĩ là người Hàn họ thích cà phê đến mức đó đâu. Chiều rồi, bây giờ bắt đầu chiều lạnh rồi. Bây giờ mình đang đi về, chuẩn bị về thôi cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nghe cả nhà. Bye bye. Bye, bye.